Ứng dụng Bluezone đã được chứng minh có hiệu quả cao trong phòng chống dịch SARS-CoV-2, nhưng hiện tỷ lệ người cài đặt ứng dụng còn rất thấp. Mặc dù Hưng Yên nằm trong top 10 tỉnh thành trong cả nước có lượng người cài đặt nhiều, nhưng cũng chỉ đạt 28% số điện thoại smartphone. Toàn quốc hiện có 22 triệu máy điện thoại được cài đặt ứng dụng Bluezone để truy vết bệnh nhân SARS-CoV-2. Theo đó, thành phố Đà Nẵng có số người cài đặt nhiều nhất với trên 474.000 người, đạt gần 42%, tiếp đó là tỉnh Quảng Trị và Hải Dương. Xếp cuối là tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu, với tỷ lệ cài đặt mới chỉ đạt từ 13% đến 14%. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ 10 cả nước, với trên 238.000 người đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong đó, huyện Yên Mỹ có trên 38.000 người cài đặt, đạt trên 31%. Huyện cài đặt thấp nhất là Phù Cừ với gần 9.700 người, đạt trên 23%. Hiện tỷ lệ máy điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng truy vết người bị nhiễm SARS-CoV-2 còn khiêm tốn bởi thực tế vẫn còn nhiều người chưa sử dụng điện thoại thông minh. Việc đầu tư truyền thông, sử dụng ứng dụng cũng như ý thức sử dụng điện thoại thông minh trong việc phối hợp phòng bệnh qua phần mềm Bluezone của nhiều người vẫn còn hạn chế.